lâu không? Không lâu mà hơi ngán bọn chó săn. Anh à, chuyện này tất cả đều do Còi Lòng gây ra. Hắn cướp vợ anh, đuổi cô Trinh, rồi cậy tay thằng Còi Ba Vết tung ác thử anh cho rảnh nợ đó. Anh Mạnh, tôi phải ra đi về xứ thì đã đành. Chị thương hại cho chị Trinh bơ vơ giữa Sài Gòn ô hộp tối tăm mà không còn người thân thuộc anh à. Anh yên tâm, còn ở đây ngày nào tôi sẽ tìm cách giúp đỡ cho chị Trinh ngày nay. Nha, tôi đã lo xong lách xe bách xe cho anh đi đường rồi đó. Cảm ơn anh. Cái lo là từ đây về tới Bắc Mỹ Phượng. Nếu qua khỏi Bắc, anh lội bộ Văn Đồng là y. Hả? Nguyễn Văn Mạnh. Anh Mạnh, anh lấy lá xe bách xe của anh cho tôi sao? Chỉ thay đổi tấm ảnh của anh thôi. Nhưng anh... Tôi là người ở mướn cho cậu Chính Đạo. Không cần, anh đừng thắc mắc nữa. Anh Mạnh, anh làm cho tôi vô cùng cảm động. Thế mới thấy tâm chân tình của bạn đồng hương, đồng cảnh ngộ rất thâm sâu. Gặp khó khăn nào cũng giúp đỡ cho nhau. Không ngại gian nan nguy hiểm khác hơn người mất hết. Đầu lòng mưu mô như con vợ tôi đi lấy thằng tòa độc, phản bội tôi mang danh hiệu bà cò tôi đạo nghĩa chẳng ra gì. Càng nghĩ càng thương xót chuyện tình anh và quán giận dùm chị Trinh. Anh Mạnh, chị thương cho chị Trinh đang uất hận gia đình mẹ đưa tới chuyện chẳng lành. Còn chuyện của mình tôi không dần bạch vì Sài Gòn cám bậy văng văng. Anh Danh, anh nói đúng, cám bẫy của Sài Gòn không lợi trừ ai cả, kể cả tôi và anh, nếu như hai ta không giữ gìn ý chí. Có người tới, thôi em đi, tao vô nhà. Anh Mạnh à, anh ở lại sáng tìm cách giúp đỡ cho chị Trinh. Lưu ý chú Tư Cồm và gia đình Bếp Muối đều là người tốt đó nghe anh. Dạ, anh Mạnh, tạm biệt, chúc anh bình yên. Chị Trinh, tha tội cho em. Thôi, em đứng lên đi, đừng khóc nữa. Chị lúc nào cũng mến thương em như hồi ở quê xưa. Em còn là một học trò, nay xa chân lớn ở nơi này. Chị nhiều lắm. Bây giờ em về, và em hứa em sẽ trở thành một người tốt. Em về cho chị Trinh. Anh Trinh, tạm biệt. Tạm biệt. Em xin nghe lời chị. Thôi, con vào thăm má của chị đi, chị lo chấm bài vợ.